Xin chào quý khách hàng thân yêu của Rosea Rachel. Hôm nay em xin hướng dẫn quý khách hàng sử dụng sản phẩm đầu tiên trong bộ dưỡng của RC. Đó là Skin, sản phẩm làm sạch da và thông thoáng lỗ chân lông. Quý khách hàng nên sử dụng miếng bông lau để da được sạch hơn. Cho vào miếng bông khoảng 4 giọt, sau đó lau đều cả khuôn mặt. Quý khách hàng nên nhớ lau từ trong ra theo chiều của da. Mọi người lưu ý, trước khi sử dụng sản phẩm, phải vệ sinh da sạch để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Nhớ lau xuống vùng cổ nữa nhé. Sau khi sử dụng sản phẩm, khách hàng nhớ vỗ đều để dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào bên trong da. Sản phẩm sẽ phát huy công dụng tối ưu nhất khi đi kèm combo 4 sản phẩm còn lại. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của em nhé. Hẹn gặp mọi người lần sau.